Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugon đây và chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft Sky Factory 3. Ok, thì ở tập trước là chúng ta đã có một trận chiến đánh lớn với lại Chaos Guardian. Thì nó rất là mạnh, ok, tao biết nó rất là mạnh. Tao biết mày rất là mạnh cho Chaos Guardian. Và sau khi tiêu diệt được Chaos Guardian thì mình đã xuống cái lòng đất của bên Dien để chúng ta thu hoạch được cái Chaos Sash. Cái mảnh Chaos Rat này thì mỗi khi mà tiêu diệt được một con Chaos Guardian thì nó sẽ cho mình kiểu mỗi khi mà mình xuống mình đập bể cái trụ kia thì chúng ta sẽ được 5 mảnh. Thì một mảnh này nó sẽ chế tạo được hai thứ. Một là Chaotic Core. Cái thứ hai là nó có thể tạo được là Chaotic Solar Panel. Thì ở đây nó tạo được 524.288 RF. Thì nó có 3 cái, có nghĩa là nó được 1.500.000. Nó chỉ thua cái phản ứng hạt nhân của mình, mấy nhà điện phản ứng hạt nhân của mình 500.000 RF thôi. Nhưng mà nó lại tiện rất là nhiều. Cái kia nó bỏ ra 30 x 30 x 46 gì đó. Còn này chỉ cần 3 lốc thôi là nó gần bằng rồi. Nhưng mà cái đó là còn lâu, cho nên là cái shack này có thể là mình sẽ đặt ở đây. Cái này cái kiếm. Nhưng mà cái này thì nó lại nó ấy quá. Có nên cho vào không? Cho vào thì thấy nó, mình thấy nó sợ sợ. Ok, cho vào luôn. Rồi, thì tập hôm nay mình sẽ làm gì? Tập hôm nay thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là có những thứ mình chưa có làm. Mình định là hôm nay mình sẽ tiến tới Botania luôn. Càng tiến càng tốt. Ok, thì trước tiên là chúng ta sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ. Mình sẽ tạo một cuốn sách Lexica Botania. Thì mình cần một cuốn sách với lại một cái sapling. Ok, book. Một cái What? Một cái sapling. Rồi, ok. Đặt ở đây. Xong. Sau khi có cuốn sách này rồi thì chúng ta sẽ thì thực ra là mình không giỏi về Botania. Có gì là mong các bạn thông cảm. Thì chúng ta sẽ đến với Botania thì mình đã hoàn thành cái mục đầu tiên rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái petal apothecary. Cái petal thì hình như nó là một cái bệ đựng nước đúng không? Nó đó, thấy chưa? Thì để có được nó thì chúng ta cần một cái này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua cần những cái bông hoa này. Những cái bông hoa này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Thì ở đây chúng ta sẽ có sorry các bạn. Đây đâu rồi? Đây thì mình cần làm cái này. Ok, pan. Mình nghĩ là nên làm cỡ 10 cục. Và bên đây chúng ta sẽ bắt đầu chèn bỏ hoa đi và bùm. Ok. Mình nghĩ là nên cho chạy cái này là vừa rồi. Sorry các bạn, mình nãy giờ mình tắt tiếng thì phải, hay là do cái gì đó nên nó không còn nghe được tiếng của mình nữa. Alo. Sao kỳ vậy? Tại sao nó lại không nghe tiếng? Nhưng mà không sao. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đập cái này ra để chúng ta có được hai cái hoa này. Thì ok. Sau khi có được hai cái hoa này xong rồi, mình sẽ bắt đầu. Các bạn đợi mình một tí nha, mình sẽ quay lại sau. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nhanh thôi. Bây giờ thì xóa bỏ cái này đi. Rồi chúng ta cần cái này. Sau đó là cái petal. Đây, bang. Bỏ luôn ba cái. Băm. Ok, và bây giờ là bang xong một cái rồi. Mình sẽ đặt bên kia luôn. Nếu mà đặt bên kia thì chúng ta sẽ cần một cái bể nước 2x2 ở bên đây. Ở đây không có bể nước luôn. Rồi, mình sẽ lấy đồ qua. Ở đây không đủ tầm luôn. Gì ghê vậy? Gì dữ vậy dân chơi? Ok, bucket. Chúng ta cần 2 xô nước. Xong. Chạy vào đây. Rồi. Lấy cái này ra. 1, 2, 3. Trời ơi. Hên là mình còn có cái đồ hút, không là chết tôi rồi.
Ông là chết Mỹ rồi. Xong. 1 2 rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái bệ ở đây và múc nước. Ok, múc nước đặt vào. Rồi. Vậy là ôi, giờ mở sách nó mới có kiến thức. Ôi ngộ vậy. Hồi nãy mình mở sách nó không cho kiến thức. Xong, tạo được cái này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo 64 cái living wood với lại 64 cái living rock with a pyridacy. Pyridacy. Thì để tạo được cái này thì chúng ta bỏ nước vào và bỏ bốn cái này, vậy là mình phải cần cái bông hoa màu trắng. Ok. Thực sự là cái này nó ra random nên là các bạn có thể thấy. Rồi, trời vừa đúng luôn. Ok, cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần quăng vào. Thì tập này mình nghĩ là không có âm thanh của game nên có gì các bạn thông cảm. 1 2 3 4. Ok. Và mình cần thêm một cục hạt giống. Ở đây có. Xong. Fail. Rồi, có cái full dice rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lập dàn cầu mưa ở đây đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trời ơi, cái này nó mạnh quá, đập cái lũng đất luôn rồi. Ok, ở đây có đất không? Không có đất. 1 2 3 4 5 5. Ok, để mình chạy qua kia mình lấy cái coi. Rồi, lấy đất một stack DIG. Ôi hết luôn. Mà thôi kệ. Rồi xong, chạy qua đây. Đặt ở giữa. Pudaisi đặt ở đây. Không hiểu là tại sao nó lại không có. Bây giờ thì để mình xem. Row. Ok, còn overround sheet. Chúng ta cần một cục này đặt vào đây. Ủa sao không được vậy? Để mình đập bể ra trước. Nó bị gì vậy? Cái này của Botania mà. Tại sao lại không được? Ok, để mình tí. Có cách nào là cho nó gì không ta? Lâu rồi mình cũng không xài cái mod này, mình cũng quên hết. Tí nữa. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đặt cái Pudaisi ở đây đi. Nó cũng vậy à, nó không có liên quan gì á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt mấy cái cục gỗ. Ok, đợi lâu quá không chơi Botania. Ở đó bên cái series là Reru thì mình còn chơi chứ giờ hết rồi. Còn nhớ chứ giờ bỏ hết. Giờ bắt đầu lại từ đầu nè. 1, 2, 3. Đó, được, ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Boom. Ủa chưa nữa hả? Chưa nữa hả? Chúng ta phải đợi một tí các bạn à. Chúng ta phải đợi một tí. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Chắc hơi lâu quá nha. Cái này mình chưa biết nó khi nào, nhưng mà cứ đợi nó làm việc đi. Thì trong thời gian đó chúng ta vẫn sẽ lấy ra rock, living rock. Thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ cho là mấy cái đá mịn nè. Đó. Ok, mấy này còn lâu lắm. Để nó làm đi. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm một stack đá mịn. Stone. Có không? Có không? Đây. Không đủ rồi. Để mình xem. Một stack đá mịn. Stone. Ok. Grass table. Grass table một stack. Tạo. Đấy. Quăng hai ngày vô. Xong. Rồi bây giờ đó. Các bạn không thể chứng kiến được cái cảnh mà nó chuyển lại thành living wood, nhưng mà không sao. Bum 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 bum. Ok, thì mình sẽ quay lại khi chúng ta có đủ một stack này và một cái living rock. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái living rock cho các bạn xem thử. Ok, thì mình sẽ quay lại sau. Và ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì mình đã chuẩn bị thả hai stack luôn. Thì mình cũng đã có thêm hai ba ruộng, nói chung là không phải ruộng đâu, ba khu để chúng ta làm tăng năng suất hơn, tăng chất lượng công việc hiệu quả hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đã tạo, nó kêu mình tạo một stack nhưng mà mình tạo hai stack luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái mana pool với lại một cái mana script gì, mana gì, screen reader gì đó. Ok, bây giờ làm cái mana pool trước.
Đó, bây giờ là cái công thức nó là như vậy. Đây, đó, một cái, nhưng mà mình sẽ làm hai cái luôn. Ok, xong. Rồi tiếp theo là cái mana spreader. Chúng ta sẽ cần hai cái này. Ồ, giờ hiện tại mình có một cái, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng màu khác được. Mình nghĩ là nên chạy qua đây. Ở đây có bàn chế tạo không? Ở đây không có bàn chế tạo. Ok, tôi ổn mà. Ok. Ơi, nó đập mình, nó đang đập mình, nó đang rất là muốn đập mình. Mấy anh này đang muốn đập mình, nhưng mà nó đánh mình không mất máu các bạn à. Cái đó là điều đáng buồn cho xã hội ngày nay, là nó đập mình không mất máu. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào tạo, bỏ cục gỗ vào. Đó, 7 cục. Một cái và hai cái. Ok, cuối cùng cũng đã đủ. Bỏ những thứ không cần thiết vào. Đó, refresh lại. Xong. Rồi, bây giờ đã có hai cái này nữa, là tổng cộng chúng ta đã hoàn thành được khá là nhiều mục. Nhưng mà cái này là rất là đơn giản luôn rồi. Ok, tạo một cây trượng forest, one of the forest. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy đại một cái bông nào đó đi, để vô làm cây trượng đi. Lấy đại đi. Ok, màu này đẹp nè, màu xám. Ủa sao mà hả, tự nhiên cái khu này nó lại xuất hiện những cái con quỷ nè vậy. Ok, để mình Tyrion. Cái này có Pantheon không? Không có luôn. Ui, núi này có, yeah. Rồi, chạy qua đây, xuống đây, đập ở đây. Ở đây, ui, quên. Đi ra coi. Cái này mới đúng nè. Cái này mới đúng nè. Ở đây một cái nữa. Đấy, hết rồi chưa? Ồ, khu này. Khu này xong. Rồi, không còn con quỷ nào xuất hiện nữa đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bay qua bên kia để làm cái trượng. Nhỏ kia đòi đập mình hả, mình đụng cái nhẹ thôi nó cũng chết nữa. Rồi, ok. One of forest. À, quên, mình cần phải tạo này trước. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ tạo là 1, 2, 3, xong. Rồi, tạo 3 cái, đặt 2 cái này ở đây và 2 cái này. Chúng ta sẽ có cái trượng màu xám. Cái trượng này sẽ giúp chúng ta, nó giống như cây cà lê vậy đó. Ok, xong, thêm một nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái cổng tên là Afrim. Thì cánh cổng này nó giúp chúng ta làm được rất là nhiều thứ luôn. Thì để mình xem, đây, The Portal. Evet đã từng chia sẻ cái thế giới với cái Minecrafter, với những Minecrafter. Đó. Ok. Thì giờ là mình sẽ không đọc đâu, mình lười đọc đó. Tại giờ là hiện tại là mình đang quay video với tình trạng rất là mệt. Ok. Thì thứ chúng ta cần là 8 Living Wood và 3 Glimmer Ring là Living Wood, và một cái Elven Gateway Core, và ít nhất là hai cái Mana Pool, với lại hai cái Natura Pylon. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị hết những nguyên liệu này. Thì trước tiên là bây giờ mình cần setup một nơi để chúng ta có thể làm cánh cổng này. Ở đâu là làm cánh cổng này là tốt nhất đây ta? Để mình xem. Ok, để mình cho các bạn xem cánh cổng nó được tạo như thế nào. Cái này là cái Elven Gateway này, chúng ta cần một cái. Thì cái Teresa thì chúng ta có quá là nhiều luôn. Ok, một cái chúng ta sẽ tạo. Rồi, ở đây 1, 2, bang. Một cái. Và như là theo mình biết là 3 cái Glim gì đó. Đây, Glimmering Living Wood. 1. Ok. 2, 3. Rồi, xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi setup thử coi là nó đã được chưa. Mình nghĩ là nên làm cánh cổng nó ở đây đi cho nó đẹp. Rồi, ok, ở giữa mình sẽ đặt một cái này ở đây. Cái tiếp theo là Living Wood. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có cái để làm từ từ.
Rồi, ok, mình sẽ đặt như thế nào đây? Giờ mình sẽ đập bể cái này trước. Ok, bây giờ mình sẽ đặt nó ở đây. À, bảy ơi, lấy tay không đặt. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ nó có khuôn sẵn rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tạo thôi. Đặt một cái ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba cái kia xong. 1, 2, 3. Ok, công việc structure block đã hoàn thành. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là thêm mấy cái kia thôi. Có nghĩa là bây giờ chúng ta cần mấy cái này. Trời, mấy cái này đơn giản. Hiện tại thì mình chưa ép công thức. Tại vì mình... ok, hai cái mana pool chúng ta sẽ đặt ở đây đi. Tạm thời, cái gì cũng phải tạm thời. Ok, hai cái mana pool mình sẽ đặt ở... ở đây một cái. Ở đây một cái. Rồi. Ok. Và bây giờ hiện tại là không có mana. Chúng ta sẽ sử dụng cái cuốn sách này để... tìm sản xuất ra những cái mana chứ không phải mana gì đó. Ok, thì theo mình thấy là cái Ender Flame hiện tại là đang tạo rất là tốt. Chúng ta có thể sử dụng Lava Bucket nè. Rồi chúng ta có thể sử dụng Lock of Coal nè. Đó. Ok, 4 time. 2 Lock of 4 time Lock of Coal. Oh. Rồi chúng ta có thể sử dụng một cái gì đó. Open Key. Ok. Oh, cách tạo của nó đây. Thì chúng ta cần một cái light ray và hai cái màu nâu và một cái màu đỏ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi setup rồi. Và mình cần khá là nhiều đấy. Một cái màu nâu nè, hai cái màu nâu, ba cái màu nâu. Này là gì đây? Light ray nè. Ok, có light ray trong đây không? Có. Bốn cái, hai cái màu đỏ. Hai cái. Rồi, bốn nữa. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu xem lại công thức. Màu nâu khá là nhiều, nhưng mà hiện tại đừng lo, mình cũng có khá là nhiều màu nâu nên chúng ta không cần phải lo cái việc gì đó. Đấy, vô. Rồi quăng hai nâu vô, từ quăng xô nước. 1, 2 1, 2. Rồi chúng ta cần thêm một cái hạt giống. Chúng ta sẽ có cái Ender Flame. Bang. Rồi, thì thực ra là ở đây hiện tại là mình đang cần rất là nhiều. Tạm thời mình sẽ đập ba cái này đi. Mình sẽ đặt sao cho mana nó xài tốt đây. Ba cái trước, đặt cái ở giữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử quăng lock of coal coi nó có chạy mana không. Chạy vào nào. Ok, coal. Đấy, một stack luôn, xài cho nó banh chành luôn các bạn ơi. Một cái quăng xuống. Ấy, sao nó không nhận ta? Uh oh. Ok, nhận nè. Cái gì à? Ok, để mình tắt cái này trước đã. Ok, nhận ta qua coi. Nó không nhận. Ok, mana pool cái Ender Flame này hình như là nó không nhận. Để mình thử đặt một cái gì ta? Cái làm đâu rồi đây, play rod, play rod. Rồi cho ơi, như tôi mới cho cái gì bậy bạ vô rồi. Làm để mình thử cho cái này coi nó có cháy không. Ok, 28 cục. Mình như tại cái này cũng là chất đốt, nó cũng giống như lava vậy đó, coi thử nó có nhận không. Kỳ vậy ta, sao mấy này nó không nhận ta. Ender Flame. Hay là mình sử dụng lộn rồi. Cái này là gì đây? TNT. Cái này là Ender Flame. Nó có Lock of Coal là gì đó. Oho. Tại sao nó lại không nhận ta? À, đúng rồi, chúng ta cần còn thiếu cái lock này, hèn gì. Ok, bây giờ mình cần cho vào đây. Và mình cần cho vào đây. Ở đây một cái này nữa. Rồi sau đó cái này sẽ, nó sẽ truyền mana vào thằng này. Và từ thằng này sẽ truyền vào đây. Vậy là ở đây của chúng ta sẽ có mana thôi. Đang hiện tại là đang có mana. Thì mana nó chạy rất là chậm. Thực ra thì mình cần tạo nhiều thêm cái loại hoa này. Ok, mình sẽ quay lại khi mà mình có đủ loại hoa. Và ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn một ít rồi.
Ok, thì sao ta? Định nói gì quên mẹ ơi. Nói chung là bây giờ thì chúng ta có một lượng mana. Ở đây thì chúng ta có đủ là... Thực ra là mình còn chọn một nơi đặt. Nhưng mà mình đặt vậy thì mình sợ nó bị lệch. Cho nên đó là... Ở tập sau mình sẽ cố gắng chia tỷ lệ sao mà cho bên đây chia đôi. Chia đôi và bên đây thì nó nạp vô thằng này, bên đây nạp vô thằng này. Rồi, thì bây giờ thì mình đã có cái overall sheet này. Thì các bạn chúng ta có thể tìm nó bằng kiểu nó được xuất hiện ở cái loot pack. Nó rất là hiếm đấy, công nhận rất là hiếm. Thì mình có 10 cục mình lấy từ trong gương ra. Thì bây giờ mình sẽ đặt ở đây. Đó, không biết bây giờ mình đập nó có lấy lại được không ta. Mong là lấy lại được. What? Chúng ta sẽ bị mất. No. Ôi từ từ. 7 hả? Từ từ để mình tưới, để mình tưới. Chết 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 chết. Từ 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 từ. Rồi. Thực sự là một điều đáng tiếc. Ok ok mình hiểu rồi. Là bây giờ mình đặt là mình không được tháo ra luôn. Ôi chứ dơ. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho bây giờ cho cỏ nó lan qua bên đây trước đã. Rồi chúng ta tính tiếp. Sorry, sorry. Ok. Xong. 1 2 3. Được lắm mày, được lắm mày, không trả lại mà mày cũng không biến thành cái loại đất kia, mày được lắm, mày được lắm. Ok. Thì bây giờ chúng ta lỡ rồi. Chịu thôi. Xài tạm vậy, mai mốt mình sẽ cố cày thêm. Rồi, bây giờ còn có một cục khổ ghê. Ok, 3 cái. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Cái này nạp vô đây, thằng này nạp vô đây, này nạp vô đây. Thì nó sẽ tăng năng suất để chúng ta tăng cái hiệu quả làm việc hơn. Đấy. Rồi, ở đây mình có 2 viên kim cương. Thì mình sẽ thay đổi 2 viên kim cương này vào mana infusion. Thì nó sẽ ra là mana diamond. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn. 1 cục, 2 cục. Thì hai cục này chúng ta sẽ tạo ra cái pylon, mana pylon. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi tạo nè. Ok. Mình thấy giờ hiện tại là khá là ổn rồi. Thì mana nó đang ấy rồi. Truyền vào, hai thằng này truyền vào. Ok. Và bây giờ mình sẽ tạo ra hai cái pylon kia. Để mình tập này nhất định cố gắng kích hoạt cái cổng kia. Pylon. Rồi đây. Chắc là được rồi. Theo 1. Còn cục rồi. Còn cục rồi. Đây 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 đây. Hai cục. Sau đó chúng ta sẽ lên Nature. Nature. Natura hả mày. Ok, hai cục. Cục cuối thì Raya thì thực sự là nó sẽ là enchant cái power lên 8 luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là chưa làm được đâu. Hình như cái này mình có rồi. Mình có hình như là từ từ bay gà. Nhưng mà cái này thì mình chưa có. Cái này ok, nhưng mà trước tiên thì chúng ta cần phải làm cái này trước đã. Rồi bây giờ mình thử đặt hai cái này ở đây. Một cái và một cái này ở đây. Rồi bây giờ chúng ta thử coi coi. Mình cần thêm cái gì ta? Mình cần thêm cái cây này đặt vào. Nó có mở cánh cổng không? Bị biến mất. Mana không đủ hay sao? Và ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì mình đã tìm ra cái nguyên nhân rồi. Đó là lý do mình không đủ mana. Thì mình đã bỏ qua mấy tiếng đồng hồ mình ngồi mình cày. Với lại mình cũng đã làm cái hệ thống là tự động. Ok, cái hệ thống tự động đó làm sao? Là nó sẽ tự động nhả mấy cái nguyên liệu xuống. Thì trước tiên mình cần một cái automatic recession chopper. Đây, chopper. Từ từ. Đây, thì cái này, sorry các bạn, nó cũng giống cái chopper nhưng mà nó sẽ có cái gì ta, cái công tắc để nó tự động hay là chúng ta có thời gian gì đó. Chúng ta sẽ có một cái timer. Thì hiện tại thì mình sẽ cho, hiện tại là mình đang cho nó chạy từ từ. Bây giờ là 1 giây nó gớt 1 lần, đó, 20 per tick, 1 giây gớt 1 lần, còn này 10 giây, 10 giây nó gớt 1 lần. Đó, như thế thì nó sẽ nhận nguyên liệu. Rồi 20 giây. Từ từ giờ để nó gớt đi. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, cứ 10 giây là gớt 1 lần.
Nếu mà mình thêm số 0 nữa là 100 giây thì hiện tại là mình nghĩ là 20 giây gấp một lần là vừa, cho nên là mình để 400. Đấy. Ok, 20 giây gấp một lần là nó sẽ bắt đầu có mana. Rồi, còn cây gậy này, chúng ta bây giờ là mình đã có đủ rất là nhiều mana rồi, mình đã sắp đầy bình rồi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ mở, chỉ cần cầm cây gậy này mình cày cả đêm luôn để chúng ta có đủ mana. Sau đó là chúng ta sẽ click vào đây. Cánh cổng đã được mở và nó đã được duy trì. Và bên cạnh đó là mình cũng đã mở thêm rất là nhiều cái bông hoa. Trời, tốn cả đêm của mình luôn. Đó, tới hả mình cày, mình treo máy tới sáng. Treo máy tới sáng rồi mình cho nó chạy gì đó. Thực ra thì coi mana nó tiêu hao coi. Để coi mana nó chạy hay là nó tụt. Từ từ. Mình đang rất là sợ nó chạy, nó tụt. Nếu mà mana nó còn tăng thì ok. Mana nó giữ cũng ok. Chỉ sợ là sợ nó tụt thôi. Ok, hiện tại là chưa có biết được. Có tăng không ta? Tăng ơi. Ok. Vậy là xong. Tại sao mình lại cần cánh cổng này thì bây giờ chúng ta sẽ có cuốn sách này. Mình sẽ quăng cuốn sách này vào. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là kiến thức ở đây rất là ít. Ví dụ như là cái này chỉ có một cái portal thôi. Cái này thì nó có 5 mục thôi. Và bây giờ mình sẽ dục cái này vào và mở ra. Wow, chúng ta sẽ có nhiều trang hơn đó các bạn. Xong, chúng ta sẽ ra cái trang này đó. Cái này hồi nãy là chỉ có portal thôi. Bây giờ chúng ta có thêm là Ritual of Raya phần 2 nè. Đó, cái đó là hai cái đó để mình sẽ để tập sau. Đó, bây giờ mình sẽ check nhiệm vụ coi. Tại vì cái cánh cổng nó rất là cần thiết cho mình. Ok, bây giờ mình đã tạo được cánh cổng cánh cổng của Afem. Rồi, bây giờ thì cánh cổng này có công dụng gì? Ví dụ từ từ để coi nó tụt hay nó lên. Nó lên các bạn à. Theo mình biết là nó lên. Ok, ví dụ diamond mình muốn có thì mình sẽ bỏ cái này. Ví dụ mana steel. Đây. Khi mà mình bỏ vô cái Elven Tray, thực ra là Elven Tray. Elven Tray thì coi nó Elven Tray. Chết rồi. Ok. Cái Elven Tray này chúng ta có thể chạy được nhiều thứ. Đó. Đây. Chúng ta có thể treo được là bỏ này. Ô, vậy là mình có Pixel Dust luôn. Nhưng mà mình cần Mana Peel. Mana Peel thì khá là dễ. Ok, cái này mình ở tập sau chúng ta sẽ làm được cái nghi thức của Gaia. Đấy, coi mấy cái này là ngon lành. Đấy, kính đồ cái kiểu cái này làm được cái gì? Làm được cái bẫy Fabulous Mana Pool luôn. Ok. Vậy là bây giờ mình sẽ test thử coi là hai cái Mana Peel này. Ấy trời ơi, là cái này, ra cái mảnh này thì cái mảnh này chúng ta có thể làm được đầu người nè. Cái mảnh này chúng ta có thể làm được bông hoa này nè. Đó. Cái mảnh này thì chúng ta có thể làm được Gaia of Pylon. Có nghĩa là mình sẽ tạo thêm hai cái cột này và nâng cấp thêm. Ok, thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Thì hôm nay mình đã hoàn thành được cái việc mà chế tạo cánh cổng Tray. Có nghĩa là trao đổi những món mà ở từ thế giới tâm linh. Ok, và bên cạnh đó là mình cũng đã dựng một cái hệ thống Botania. Ở đây là nơi để mình lấy những cái bông hoa ma thuật. Còn bên kia là nơi để tạo ra mana. Các kiểu, ở đây là cái hệ thống mà tự động nạp nguyên liệu. Thì cứ mỗi 20 giây nó sẽ góp một cục nguyên liệu. Mình thấy là không vừa nên mình chỉ cho 300 thôi. 300 góp xuống là vừa rồi. 300 một cục. Ok, thì hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.